Kháng sinh được tổng hợp từ các nguồn hóa chất công nghiệp sẽ không phân hủy mà tồn tại trong môi trường nước nuôi thủy sản. Chúng sẽ kích thích sự xuất hiện của những virus, vi khuẩn, biến thể có khả năng chống chọi lại chính các chất kháng sinh. Bởi vậy, trên thực tế, các ao hồ nuôi càng sử dụng nhiều thuốc kháng sinh, thì dịch bệnh trong các vụ tiếp theo càng gia tăng, gây thiệt hại lâu dài. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Tề, nguyên trưởng phòng sinh học thực nghiệm Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1, là người đã dành gần 40 năm để nghiên cứu chuyên sâu về các loại thuốc thảo dược thủy sản. Quá trình nghiên cứu của ông cho thấy có ít nhất 30 loại cây cỏ mà người nông dân ở khắp các vùng quê Việt Nam có thể sử dụng thay thế hoàn toàn các loại hóa chất kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, ông đã sưu tầm được hơn 50 loại cây thảo dược và trồng chúng xung quanh khu ao nuôi thí nghiệm. Đây là diện tích trồng cây sài đất của Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Tề. Cây sài đất là một loại cây cỏ sống dai, mọc lan bò, chỗ thân mọc lan tới đâu, rễ mọc tới đó, nơi đất tốt có thể cao tới 0,5m. Các nghiên cứu ứng dụng của chuyên gia Tề đều cho thấy tác dụng rất tốt của cây sài đất trong nuôi trồng thủy sản. Cái cây sài đất này nó có rất nhiều các cái kháng sinh thực vật. Nó để diệt được tất cả các cái vi khuẩn gây bệnh, kể cả cho người và cho động vật thủy sản. Nên bất kể động vật, kể cả nước ngọt và nước mặn đều dùng được. Trong cây sài đất có nhiều tinh chất lắc tông, nhiều muối vô cơ. Những chất này có tác dụng diệt khuẩn rất tốt. Vì vậy, cây sài đất đặc biệt tốt cho động vật thủy sản phòng các bệnh do virus và nấm như bệnh đốm đỏ, xuất huyết. Cứ độ 5kg, 3-5kg cho một tạ cá ăn trong một ngày. Nhất là chấm cỏ mà nó chưa quen thì nó mới không thể ăn được đó. Hoặc là băm lấy nước, hoặc là phơi khô hoặc là chiết xuất thành tinh dầu. Theo chuyên gia Tề, dù là bất kỳ loại thảo dược nào, nếu được dùng tươi thì sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất. Trường hợp không có cây tươi, bà con có thể áp dụng phương pháp chế biến truyền thống như trong đông y. Chẳng hạn như với cây nhọ nồi, biện pháp đơn giản mà ông áp dụng là phơi khô rồi nghiền trộn với một số loại thảo dược khác, ví dụ như tỏi. Sau đó, hỗn hợp thảo dược có thành phần chính là cây nhọ nồi và tỏi được trộn vào thức ăn cho tôm, cá, ăn hàng ngày. Khác với những hóa chất kháng sinh không phân hủy trong môi trường nước nuôi, các kháng sinh tự nhiên trong thảo dược sẽ được phân hủy sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thảo dược thì nó có cả ngàn đời nay rồi, sống khi cả triệu năm nay. Nên mỗi có nó có một cái tinh dầu hoặc chúng ta hay là gọi là kháng sinh thực vật. Thì dĩ nhiên nó không làm nhanh như kháng sinh tổng hợp được. Nhưng mà là từ từ nó sẽ làm cho vi khuẩn nó không phát triển được mạnh. Đấy. Và sau nó tự phân hủy. Khu ao nuôi thực nghiệm này đã được áp dụng các loại thảo dược phòng trị bệnh từ nhiều năm qua. Những loại cây cỏ ven ao đều là cây thuốc để có thể sử dụng thường xuyên, dùng quanh năm. Ví dụ, cây nhọn nồi hay còn gọi là cỏ mực, hoa bạch thảo, thì cứ 5kg cây tươi giã lấy nước trộn vào thức ăn cho một tạ cá các loại. Riêng cây mò hoa đỏ thì dùng để đặc trị bệnh trên cá chấm. Cách dùng, thả lá và hoa cây mò hoa đỏ vào ao hồ định kỳ một lần một tuần. Còn đây là cây keo dậu. Quả cây keo dậu đập dập thả định kỳ vào ao hồ sẽ tẩy được giun sán cho tôm, cá các loại. Lá xoan thì dùng định kỳ 2 tuần một lần. Riêng tỏi thì có thể giã nhỏ trộn vào thức ăn của cá hàng ngày. Nhọn nồi, mò hoa đỏ, keo dậu, cây xoan và tỏi là 5 loại thảo dược có thể áp dụng phòng trị bệnh trên động vật thủy sản nước mặn và nước ngọt ở mọi lứa tuổi. Cá, tôm, cua, rồi kể cả ếch, rồi cái gì cứ sống dưới nước thì chúng ta đều dùng. Vì tất cả những cái đã sống dưới nước đều bị nhiễm cái vi khuẩn gây bệnh nói chung giống nhau. Nên là kháng sinh này có thể, cái thảo dược này có thể dùng cho tất cả các loại. Dĩ nhiên ở nước mặn thì nó sẽ dùng với cái nồng độ khác, ở nước ngọt dùng nồng độ khác. Những nghiên cứu của Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Tề cho thấy Việt Nam có nhiều loại cây cỏ có thể thay thế hoàn toàn hóa chất kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản. Những loại cây cỏ này vốn có ở nhiều vùng quê Việt Nam, hầu hết chúng đều dễ trồng và không đòi hỏi nhiều công chăm sóc.